Chúng ta gieo rất là nhiều nghiệp, đúng không nè? Thiện nghiệp có, mà bất thiện nghiệp cũng có. Làm điều tốt có, làm điều xấu cũng có. Bằng chứng là trong đời sống bình nhật này, chúng ta để ý chúng ta cũng thấy, có những lúc thì chúng ta cũng niệm Phật, tụng kinh, nói những điều hay lẽ phải. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta cũng khùng khùng, điên điên, chửi bới, sầm. Thấy không nè, cũng cái miệng này. Có lúc thì thị phi, chê trách, nói xấu người này người nọ. Có lúc thì cũng niệm Phật, từ bi. Cho nên khi chúng ta gieo nhân như vậy, thì khi chúng ta gặt quả thì sao nè? Cũng phải có lúc an vui hạnh phúc, nhưng mà cũng có phải có lúc là khổ, khổ đau. Khi mà thiện nghiệp nó trổ ra thì đó chúng ta biết là chúng ta là cái người đang hạnh hạnh phúc. Nhưng mà ác nghiệp trổ ra thì phải khổ, khổ đau. Mà mình thì mâu thuẫn dữ lắm. Gieo trồng thì cả hai, thiện cũng có, bất thiện cũng có, tốt cũng có, xấu cũng có, niệm Phật cũng có, khùng khùng chửi người này người kia cũng có. Rồi khi quả trổ ra thì tất nhiên mình phải hưởng cả cả hai. Nhưng mà hễ mà thiện nghiệp là vui, mà bất thiện nghiệp trổ ra thì buồn. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cho các bạn thấy được rằng cái nào đến đó đều là nghiệp của chúng ta hết. Chính vì mình mong cầu phước đến cho mình được an vui, vì vậy suốt ngày mình cứ mong cầu cho mình được hạnh phúc không. Mà nếu như mình mong cho mình được hạnh phúc không á, thì điều này không thể được. Là bởi vì cái hạnh phúc này nó đến với mình là do cái thiện nghiệp, còn cái đau khổ đến với mình là do ác nghiệp. Mà hai cái này mình đều có trồng có gieo hết, thì tất nhiên cả hai đều có đến. Bây giờ mình tập nhìn như vậy để gì? Để mình lấy cái biến qua cái ác nghiệp đến á, cái khổ đau đến á, mình làm cái nền để mà mình tiếp tục tu, tu tập. Người tu dù gặp chuyện xui, đó là khổ đau đó, cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Dục tri tìm thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Câu này cái nghĩa rằng là muốn biết đời trước mình gieo nhân lành hay ác thì hãy xem cái đời này mình gặt quả vui hay khổ. Khi mình gặt quả vui thì mình biết là đời trước mình có gieo nhân lành. Song song đó mình gặt quả khổ thì mình biết rằng đây là cái nhân xấu đời trước mình gieo. Và muốn biết đời sau mình vui hay khổ, vui hay buồn, sướng hay khổ, thì hãy xem cái nhân đời này mình tạo, mình gieo. Đời này mình đi chùa nhiều, niệm Phật nhiều, nói những điều hay lẽ phải nhiều, nói những lời chân thật, không nói lời giả dối, nói lời ái ngữ, nói lời yêu thương, không nói lời độc ác. Mình là hỷ xả chứ không có sỉ vả. Mình bao dung chứ không có bung dao. Nguyên tắc là như vậy mà. Đi về phía ánh sáng á, thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất thì lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn thì đời gập ghềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tự sinh. Đi về phía thiện bình thì tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu lòng tự khắc bao dung chứ không có bung dao. Nhìn như vậy đó thì được gọi là cái người này nhìn bằng chánh kiến. Mà chánh kiến ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na đó là trí tuệ. Chánh kiến mà, nhìn đúng mà. Như vậy thì ta đi với nghiệp của ta nè, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kết thành. Xong vỗ tay đi.
sợ hố nữa hả? Ý chúng tôi muốn nói rằng là trước đây á, mình sợ nghiệp đến dữ lắm, mình chỉ thích phước nó đến thôi. Bằng chứng là chúng ta đi chùa chúng ta cũng cầu nguyện cho mình được cái này được cái nọ không, mà hãy được cái này cái nọ là phước nó đến á. Nếu mà nó được á, thì là phước nó đến chứ. Nhờ cái nhân lành trong đời trước, nhân thiện trước nó mới đến với mình được, mới cầu nguyện được chứ. Nếu mà không có nhân lành đời trước thì đời này xin lỗi quý vị, có cầu 80 lần nữa cũng không được. Phải có cái tiền nghiệp quá khứ tốt, rồi có cái môi trường hiện tại tốt, và có cái khuynh hướng tâm lý tốt, thì cái quả thiện nó mới trổ ra cho mình, cái niềm vui nó mới trổ ra cho mình, cái hạnh phúc nó đến với mình. Còn nếu như không có thì thưa với quý vị, nó sẽ vận hành theo nguyên lý tự nhiên, hãy cái nào nó dị thục, nó chín mùi thì nó sẽ đến, cho dù đó là thiện, nhân thiện hay là nhân bất thiện, thì cái quả chúng ta đương nhiên phải gặp. Thì hôm nay cái người tu chúng ta phải khác hơn người không tu. Cái người không tu á, thiện nghiệp phước báo trổ đến, họ vui không? Vui. Mà ác nghiệp trổ đến, họ buồn không? Buồn đó. Vui buồn lẫn lộn mà vậy. Lúc phước đến vui lắm, lúc nghiệp đến buồn lắm. Hôm nay mình vô đây mình tu để mình hiểu được cái đề tài lấy khổ đau làm nền này nè. Thì khi ác nghiệp trổ đến á, mình không có buồn nữa. Vì sao? Vì mình biết đó là nghiệp của mình. Nghiệp ai nấy, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Mình trả cái quả này là quả cái nghiệp của mình, chứ đâu có trả cái quả nghiệp của cái người kế bên đâu mà sợ. Mà nghiệp báo nó không có phân minh nha, nó không có lẫn lộn nha, nó rất là phân minh rõ ràng. Phước ai nấy hưởng à, nghiệp ai nấy nấy mang, ai ăn nấy no, thấy không nè, ai gãi nấy sướng. Chứ mình gãi mà hỏi người ta sướng không sao được, đúng không nè? Cho nên hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị các bạn biết rằng là trước đây nghiệp đến á, khổ đau đến mình sợ, còn bây giờ khổ đau đến mình không sợ nữa, mà mình lấy nó làm nên. Người tu mình xin lỗi quý vị, tu không phải để sợ khổ. Sợ khổ lấy gì tu? Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Nói như vậy chúng tôi muốn cho các bạn ở đây biết rằng trước đây phước đến mình vui, bây giờ nghiệp đến mình cũng vui luôn. Gặp người mã lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Trước đây mình sợ nghiệp chướng không? Sợ. Bây giờ nghe xong còn sợ không? Trước đây ai mạ lị mắng nhiếc mình buồn không? Bây giờ gặp người mạ lị chớ phiền luôn, không buồn nữa, mà hãy mừng nữa nghe. Vì gặp khổ duyên để hành. Bạn chửi mắng tôi bao nhiêu mà tôi chịu được, tôi nhịn được, tức là tôi tu, hiểu nè. Còn mà người ta chửi mắng mình mà mình nhịn không được, chịu không được, là mình là người có tu chưa? Chưa. Thí dụ nghe, xin hỏi các bạn, chứ theo các bạn được biết cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có bị người ta thị phi chửi mắng không? Mà không phải chửi như mình đâu nghe, không phải chửi một năm phút, 10 phút, một câu, hai câu đâu. Đức Phật bị người ta chửi liên tục 7 ngày. 7 ngày đó. Mà mỗi lần Đức Phật bị người ta chửi thì sao? Đức Phật sao? Những lời chửi mắng Messi, Như Lai lãnh chịu thương gì chúng sanh. Đó, Đức Phật vậy. Vỗ tay đi. Ổn cái sư lên câu vọng cổ thực tập.
Chúng tôi đã nói trước rồi là hôm nay chúng tôi lên một câu giọng cổ để thực tập cho các bạn cái nghệ thuật vỗ tay. Nghệ sĩ thì xuống sề mình vỗ, còn giảng sư thì phải xuống giọng mình vỗ. Mà nãy xuống giọng muốn té ruộng luôn rồi, té vô bờ luôn rồi mà cũng chưa thấy ai vỗ. Cho nên phải tập trung để nghe. Mỗi lần mà giảng sư xuống giọng là chúng ta bắt đầu vỗ tay. Đức Phật bị người ta chửi mắng thì ngài sao? Lãnh chịu, thương vì chúng sinh. Còn mình bị người ta chửi mắng thì sao? Vậy mình đệ tử ai vậy? Đệ tử của Mai Dương hay đệ tử của Đức Phật? Mình mà chửi lại á, là mình là đệ tử của Ma Dương. Còn mình mà lãnh chịu, mình thương họ đó, thì mình mới là đệ tử của Đức Phật. Ở đây kính thưa quý vị, bí kíp sống an nhiên tự tại, bắt đầu lắng nghe. Nếu gặp người nóng tính hãy nhẹ nhàng nhìn thôi, không cần phải lẩn tránh, chưa hỏi đừng hé mồi. Nếu gặp người giả dối hãy nhẹ nhàng chia tay, lặng lẽ không cần nói, ngọt ngào đừng mê say. Nếu gặp người hay giận hãy nhẹ nhàng mỉm cười, giao tiếp luôn cẩn thận, đừng để người được vui tươi. Nếu gặp điều trái ý hãy nhẹ nhàng tìm ra nguyên nhân của xử lý, đừng vội trách người ta. Nếu gặp điều cay đắng hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đời bạc trắng tất cả có nguyên nhân. Nếu gặp điều đau khổ hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùng chân tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Nếu gặp điều bất hạnh hãy đối diện đi qua, không cần phải trốn tránh, chuyện nhỏ cõi ta bà. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh hai câu. Thứ nhất là gì? Nếu gặp điều cay đắng hãy nhẹ nhàng đừng sân. Mình lạ lắm, gặp cái điều mà như ý, tội ý là mình vui vậy lắm. Nhưng mà những cái điều mà bất tội nguyện, bất như ý, mình tạm gọi là những điều cay đắng á, mình hay dễ sân, khó chịu. Hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đời bạc trắng. Kể cả cái chuyện người ta phản bội mình, thấy tình đời nó bạc trắng như vôi vậy đó, nhưng mà mình đừng có sân si. Vì tất cả đều có nguyên nhân. Hồi nãy chúng tôi nói là chánh kiến là nhìn nhân quả. Các bạn hồi nãy có đồng ý với tôi là hãy tự rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xoay, mọi điều đều sáng tỏ. Mình biết được cái nguyên nhân. Nếu gặp điều cay đắng hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đời bạc trắng tất cả có nguyên nhân. Thí dụ, kiếp xưa do lỡ phụ người, kiếp này mới gặp phải người phụ ta, xin đừng thảm khóc kêu la, nhân nào quả nấy thật là chẳng sai. Nó có nhân quả rồi. Cho dù cái điều cay đắng đến với mình, tình đời nó bạc trắng như vôi, thậm chí người ta phụ mình, ta lừa mình trước đây, mình giận, mình hờn, mình quan trái dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình có chánh kiến rồi thì sao nè? Tất cả có nguyên nhân. Nếu gặp điều đau khổ đó, từ đây về sau mình gặp điều đau khổ hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùng chân tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu? Không buồn vui sao hiểu chuyện con người? Phải không nè? Không đau khổ thì biết đâu là hạnh phúc. Cái này là nguyên lý đó. Không đau khổ thì biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta mới tìm về tỉnh thức.
vỗ tay đi. Nhờ khổ mình mới tu chứ. Nếu không khổ mình có tu không? Không. Và cũng nhờ khổ á, cũng nhờ đau khổ đó, mình quán chiếu. Đức Phật ngài nói là khổ này cần phải liễu, liễu tri. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, tứ diệu đế đó. Tứ diệu đế có mấy chân lý nè. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó. Khổ tập diệt đạo. Khổ đế Đức Phật dạy cần phải liễu tri. Tập đế cần phải đoạn trừ. Các bạn biết tập đế là gì mà cần phải đoạn trừ không? Tập đế là gì? Tham ái. Lòng ham của con người mình. Mình ham nhiều cho nên mình khổ. Khổ nhiều. Mình ham ít cho nên mình khổ. Ít. Mà mình không ham thì mình không không khổ. Đúng không nè? Phật giải. Thì cái tập đế này là nguyên nhân sanh ra sự khổ là tham, tham ái. Thì Đức Phật dạy tập đế cần phải đoạn, đoạn trừ. Diệt đế là niết bàn, sự an vui tuyệt đối giải thoát, cần phải tác chứng. Cuối cùng đạo đế là con đường để đưa đến diệt đế, đưa đến niết bàn, cần phải tu tập. Vỗ tay đi. Và trong đạo đế thì có bát chánh. Thứ nhất là chánh gì? Chánh kiến. Thứ hai, thấy chưa, nhớ còn không nổi nữa. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và cuối cùng là chánh, chánh gì? Đó. Cái này là nghệ thuật giới thiệu tên mình. Tới cái chánh cuối cùng cái mình không nói, mình chỉ vô đây à. Là các bạn biết là chánh gì rồi. Sẵn dịp ở đây thì xin mở ngoặc một chút, nói chuyện bên lề. Từ cái việc mà hệ cái chánh cuối cùng á, là trong bát chánh đạo á, là cái chánh cuối cùng, từ chánh thứ bảy là chánh niệm, cái chánh thứ tám là chánh, cái chỉ vô đây cái các bạn nói chánh định luôn. Đó là một cái nghệ thuật. Xin các bạn hiểu cho là giáo pháp của Đức Phật là một cái lẽ sống, là một cái nghệ thuật sống. Sống làm sao theo cái lẽ chân chánh để mình được an, an vui, cũng như là bí kíp vậy đó. Thật sự Phật giáo không phải là tôn giáo tín ngưỡng thần linh bái sám lễ lộc cầu sinh, không phải. Đức Phật ra đời ngài chỉ một cái con đường, mình tạm gọi đó là con đường chánh hay con đường bát chánh. Và con đường này mình có thể hiểu đó là cái phương pháp, là một nghệ thuật hay là một lẽ sống mà giúp cho chúng ta được an, an vui. Khi trong cuộc đời này phước đến thì mình vui, mà tội đến, nghiệp đến thì mình buồn. Cho nên mình thuộc dạng là buồn vui lẫn lộn. Thấy không nè? Trong mình á, có lúc là thánh thiện lắm, có lúc thì cũng hỷ xả lắm, nhưng mà cũng có lúc thì sao? Cộc cằn, sân si, cố chấp. Mình thuộc cái dạng là bất thường. Vì vậy người ta hay nói rằng là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người, người điên. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên đó. Cho nên hôm nay mình lấy cái khổ đau làm nền là mình sẽ trở thành là cái người không có khùng, không có điên. Vì sao? Vì phước đến mình vui, mình an lạc, mình hoan hỷ. Bây giờ nghiệp đến, khổ đau đến thì mình cũng vui luôn. Mình cũng vui luôn. Ai là những người con Phật? Nghe cho kỹ. Phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn nguồn thuận cũng vui.
sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Đó. Cơn hoạn nạn sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhạo. Mình hay có cái bệnh là đứng núi này trong núi đó. Chúng tôi đi giảng pháp đưa cái lẽ sống này vào trong cuộc sống, có một cái người Phật tử đó nghe xong cũng an lạc lắm, nói thưa sư con hiểu rồi, con hiểu là con sanh ra là tùy theo cái nghiệp của con, giàu nghèo là nghiệp mỗi người con biết, con tạm biết đủ là vui trong lòng, đừng trách trời đất bất công mà nên xét lại cõi lòng của ta. Sư dạy cho con là như vậy, con hiểu, con biết. Thật sự thì con nghèo con không có buồn, thì con biết mà, giàu nghèo là nghiệp mỗi người con biết, sư dạy hay quá. Mỗi người có cái nghiệp, người ta trước đây có bố thí người ta giàu, còn mình trước đây mình không có bố thí thì mình nghèo. Con hiểu như vậy, giàu nghèo là nghiệp mỗi người. Con nghèo thật sự con không có buồn, mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu. Cái người này là đứng núi này trong núi nó nọ, thấy không nè, nghe thì cũng hiểu đó, nhưng mà còn cái bệnh là đứng núi này trong núi núi nọ. Rồi cái sư có giảng tiếp sẽ nói là đẹp xấu cũng là nghiệp mỗi người. Thí dụ người ít lòng sân hận thường đặng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến. Thì sư mới nói rằng là cái người kiếp này họ đẹp là nhờ kiếp trước họ ít có lòng sân hận, họ ít có sân si, ít giận hờn. Còn cái người mà sân si giận hờn tối ngày đời sau sinh ra xấu lắm. Nghiệp mà, nhân nào quả nấy. Cái cô này con nghe xong con cũng nói sao phải không? Thưa sư con cũng hiểu lời sư dạy vậy. Con không buồn vì con xấu, mà con buồn vì con nhỏ bạn con nó đẹp. Như vậy thì mình đâu phải con Phật. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn nguồn thuận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích, đúng không nè? Cơn hoạn nạn sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình thì có cái bệnh hay đứng bên đây trong bên kia, đứng nhà bên mình ngó nhà bên kia, nhìn gương sắc đẹp của mình mà cứ so sánh sắc đẹp của nhỏ bạn không, như thì đau khổ. Quay lại cái chỗ mà nãy chúng tôi vừa nói đó, tức là cái nghệ thuật giới thiệu tên mình. Khi đọc Bát Chánh Đạo, đọc từ chánh kiến cho tới chánh niệm là thứ bảy, cái chánh cuối cùng là chánh gì đó, chỉ ở đây là biết. Sẵn đây thì chúng tôi xin mở ngoặc một chút, giúp vui cho quý vị, là quý vị có biết cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Đó. Nhạc sĩ là một nhạc sĩ tài hoa, lỗi lạc trong nền âm nhạc Việt Nam, mà cũng có thể nói là trên thế giới. Những nhạc phẩm mà của cố nhạc sĩ viết là mang những cái giai điệu ca từ rất là nhẹ nhàng mà thánh thoát, mà đi sâu vào lòng người. Mình có thể nói là nhạc sĩ là một phù thủy âm nhạc và ngôn từ. Nổi tiếng nhất là cái bài Diễm Xưa. Và các nhà phân tích á, bình luận á, người ta nhạc sĩ Diễm, cái bài tác phẩm nhạc Diễm Xưa này á, là cố nhạc sĩ viết gửi cho cái người tình cũ, người yêu cũ. Chính vì vậy mà sau này á, mà khi yêu đương những chàng trai mà lại mà yêu đương với cô gái mà không đồng lòng, thì cô gái hay nói một câu là thay vì Diễm Xưa mình nói Xưa rồi Diễm. Cho ta đi.
Và các nhà phân tích á, tập trung lắng nghe nè, các nhà phân tích á, người ta nói nghệ sĩ là một phù thủy ngôn từ. Thay vì nói người yêu cũ, người tình cũ thì nó lộ ra hết. Cho nên nhạc sĩ cái, xài cái chữ cũ thành chữ xưa. Xưa là cũ, phải không nè? Rồi cái chữ Diễm đó, có nhiều người nói đây là cái tên của cái cô gái đó. Nhưng mà có nhiều người họ nói, nếu mà Diễm xưa là cái tên cô gái là tên Diễm, mà xưa đây người tình cũ thì mà đã giấu được cái chữ cũ rồi, không lẽ đi phơi bày cái chữ tên Diễm ta ra nữa. Cho nên cái chữ Diễm này cũng không phải là cái tên cô gái, giấu luôn. Mà cái chữ Diễm ở đây là đẹp, Diễm Kiều, Diễm Lệ. Cho nên cái người tình cũ đẹp, cho nên nhạc sĩ mới xài hai cái từ ngữ. Một đó là Diễm xưa, là người yêu cũ đẹp. Và trong cái câu hát đầu tiên của tác phẩm Diễm xưa này, đó là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, đúng không nè? Xin hỏi các bạn, mưa vẫn mưa bay thì biết rồi, nhưng mà trên từng tháp cổ, tháp cổ đây là cái gì vậy? Nếu chúng ta hiểu cái nghĩa đen á, từ ngữ á, thông thường á, tháp cổ là một cái ngôi tháp cổ xưa, đúng không nè? Có thể nghĩ đó là một ngôi tháp chùa mà lâu đời, cổ xưa. Nhưng mà có một số nhà họ phân tích á, tháp cổ đây không phải là một cái ngôi tháp cổ xưa, là vì cái bài này nè, nó ra đời á, vào khoảng đầu thập niên 60. Mà thưa với các bạn, người phụ nữ Việt Nam của chúng ta ngày xưa bị cái ách đô hộ phong kiến. Cái người phụ nữ á, thuộc cái dạng là khuê môn bất xuất. Ra đường thì phải kính cổng cao tường, mặc đồ kính mít, cần cổ phải cao lên, che được cái gì thì che hết, áo phải dài tay, quần phải dài ống. Nhưng mà đến đầu thập niên 60 á, thì người phụ nữ của chúng ta đó, người Việt Nam chúng ta mới bắt đầu cách tân cái thời trang. Là lúc đó mới bắt lần đầu tiên người phụ nữ Việt Nam chúng ta mới được mặc cái bộ đồ áo dài cổ tròn, không có cổ nữa, bỏ bớt cái cần cổ che đi, mà mặc cái áo dài cổ tròn. Mà đó là một sự cách tân cải tiến thời trang của người Việt Nam. Mà được biết cái người đầu tiên mặc cái áo dài cổ tròn đó là bà Trần Lệ Xuân, người phụ nữ đầu tiên mặc cái áo dài cổ tròn. Thì lúc bấy giờ thưa với các bạn, người phụ nữ Việt Nam là một cái, người phụ nữ là một cái nét đẹp của thiên nhiên tạo hóa rồi. Cho nên lúc bấy giờ mình cái thời trang á, nó cải tiến, thì mặc cái áo dài cổ tròn là để khoe cái cần cổ. Thì lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ngồi trong một cái quán ở thành phố Huế. Thì lúc bấy giờ các bạn biết rồi, thành phố Huế thì mưa phùn, có một cô gái mặc cái áo dài cổ tròn đi trên phố Huế, thì mưa phùn nó lất phất vào trong cái mái tóc cô gái, nó chảy xuống những sợi tóc mai bên đây và nó trôi xuống cần cổ. Thì lúc bấy giờ thưa với các bạn, thì người đàn ông ra ngoài, người phụ nữ hở cái gì, khoe cái gì là dòm cái đó. Thì nhạc sĩ mới nhìn vô cái chỗ mà nhạy cảm nhất, mà khoe nhất là cái cần cổ, phải không nè, nét đẹp nhất của người phụ nữ. Thì từ đó nhạc sĩ mới cảm tác ra câu thơ là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, là tháp cổ cô gái chứ không phải là tháp cổ chùa đâu. Cổ cô gái mình nghe thì thấy cũng có lý. Là vì sao? Vì cái bài này viết cho người thương cũ mà, và viết cho cô gái mà. Thì cái câu thứ hai mới là dài tay em ái khoe mắt xanh sao, chứ chùa chiền nào ở đây. Cổ với tay đó, thấy không? Còn cái chuyện mà đúng hay sai á, thì đợi có nhạc sĩ có sống lại mình hỏi, chứ giờ sao biết. Cái này là bình phẩm cho vui nha. Mà cái chuyện mà Diễm xưa không phải quan trọng, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là Diễm xưa, một nhạc phẩm Diễm xưa. Cái kia là Diễm xưa, là người thương cũ, người tình cũ, người yêu cũ đẹp. Còn Diễm xưa là gì? Diễm xưa là gì?
là sư đẹp. Trời ơi sao mà chậm quá vậy, sinh viên tuổi trẻ ai quý đâu. Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một bài hát, một nhạc phẩm có tựa đề là Diễm Sư. Sư là thầy đẹp. Xin các bạn thưởng thức nhạc phẩm Diễm Sư. Diễm Sư là gì nè? Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ là Diễm Sư. Còn Diễm Sư là Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đào, mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Điểm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta vẫn trong ta tâm thiền lắng đồng, niềm kinh bác ái xóa hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm pháp độ, đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền ngày nay khắc ghi, lòng không khổ đau tiếng tu tình trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường áo mộng, ngày sau dân biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Đó là nhạc phẩm Diễm Sư. Sư đẹp ở đây không phải nói đẹp về hình tướng, mà đẹp ở đây là nét đẹp tâm hồn của một nhà sư, một vị thầy. Là vì sao? Vì pháp đã nở trong tâm rồi, thì lúc đó chúng ta nhìn đâu cũng thấy đẹp, phải không nè? Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Như vậy là cái nét đẹp ở đây là nét đẹp của một cái vị thầy, một vị sư, không phải là hình tướng bên ngoài mà đẹp ở tâm hồn. Đó là Diễm Sư. Này là chúng tôi mở mặt bên lề thôi. Còn quay lại đề tài hôm nay, chúng ta lấy khổ đau làm nền. Chúng tôi muốn các bạn nghe xong bài giảng này rồi, về mình phải bớt đi khổ đau. Nếu mà khổ đau nó có đến thì mình lấy đó làm nền tảng để mà mình tu tập. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu nè, đúng không? Cho nên từ đó chúng ta phải có được những cái không nên là phải đừng. Vì vậy có cái bài thơ chữ đừng tặng các bạn. Đừng phản cảm những lời vô ý thức, đừng để lòng bực tức chuyện du dơ, đừng bận tâm những thái độ hững hờ, đừng sân giận những người hay gây sự. Đừng chua xót khi gặp điều thất bại, đừng đắng cay khi duyên đã không còn, đừng ngậm ngùi vì lời hứa sắt son, đừng oán trách tình đời sao bạc trắng. Đừng đau khổ khi gặp điều nghiệt ngã, đừng lạnh lùng như sương gió mùa đông, đừng thở than khi họ đã thay lòng, đừng luyến tiếc những gì không còn nữa. Đừng thù hận những người làm mình khổ, đừng phân bua với những chuyện thị phi,
đừng bức xúc những chuyện chẳng ra gì, đừng bất mãn khi gặp nhiều chướng ngại. Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả, đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh, đừng để tâm nổi sóng gió bất bình, đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Khi mình hiểu được cái nội dung của bài pháp rồi, mình chấp nhận lấy khổ đau làm nên. Cái vấn đề khổ, hoàn cảnh khổ đến với mình thì nó sẽ đến với mọi người, nhưng mà hơn nhau ở cái chỗ là cái thái độ, cái tâm trạng của mình tiếp xúc với cái hoàn cảnh khổ đó. Khổ thì ai cũng khổ hết, nhưng mà khác nhau ở cái thái độ, cái sự tiếp nhận của từng người. Người nào có tu thì họ tiếp nhận khác, người nào không tu thì họ tiếp nhận khác. Đó, thì hôm nay mình luyện cái thái độ, tâm trạng để mình tiếp nhận cái hoàn cảnh. Chứ bây giờ mình mong đừng bao giờ có hoàn cảnh khổ với mình được không? Không được. Hoàn cảnh thì nó như nhau, ai cũng gặp cảnh thuận, cảnh nghịch, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau. Nhưng mà cái người có tu chọn cái lấy khổ đau làm nền á, thì đối với họ cái tâm trạng, thái độ tiếp xúc với hoàn cảnh đó nó khác với cái người không có tu. Người tu khác hơn người không tu ở chỗ này. Là chúng tôi có nói rồi, người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy, bởi vì không tu. Chúng tôi xin gợi ý thêm quý vị một cái vấn đề nữa. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nhìn thông qua cái lý nhân quả nghiệp báo, cái lý nhân duyên, thì mình có cái tâm trạng chấp nhận, đúng không nè? Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận sự tình thế gian, mình chấp nhận cái nghiệp của mình mà. Trước đây mình không chấp nhận, mình gieo thì mình thiện cũng gieo, ác cũng gieo, mà gặt thì mình đòi gặt thiện không à, gặt phước không à. Bằng chứng là mỗi lần mình đi chùa mình cái cầu mình hưởng cái gì? Hưởng phước phải không? Hôm nay mình thêm cái đi, hôm nay con đến chùa con cầu con hưởng phước, mà con cũng cầu cho con trả nghiệp luôn, cái nào của con trả luôn. Như vậy thì mới công bằng. Mình mâu thuẫn lắm. Con người thật mâu thuẫn. Trẻ thì muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành. Làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Cho nên Đức Phật Ngài dạy cái đế đầu tiên, chân lý đầu tiên, sự thật đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là khổ. Khổ đế. Đế là gì? Đế là sự thật, đế là chân lý. Mình phải ngộ ra cái chân lý này. Đức Phật Ngài tuyên bố một câu sanh dơn rằng thế gian là bể khổ. Giàu cũng, nghèo cũng, đẹp cũng, xấu cũng, già cũng, trẻ cũng. Nói chung là nam phụ lão ấu, già trẻ bé lớn, giàu nghèo đẹp xấu, thứ gì nó cũng khổ. Lý do vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó nó khổ, phải không nè? Mà đi đâu giữa chốn vô thường, về đâu ai biết về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Ở ngoài đời khổ quá, chạy vào chùa khổ không? Khổ. Trong chùa có vô thường không? Sao không có? Vô thường ở đâu cũng có hết. Ở Việt Nam khổ quá, chạy qua nước ngoài khổ không? Ở nước ngoài có vô thường không? Có.
Cái gì vô thường thì cái đó nó khổ. Cho nên khổ ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta có ba cái khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ, là những người thiếu phước. Cái khổ thứ hai là gì? Hoại khổ, là vô thường. Mình có nhưng mà rồi vô thường. Sắc đẹp mình có cái mất đi cái đẹp đó, già đến vô thường. Tài sản giàu, tiền của mình có nhưng mà rồi vô thường cái nó mất đi. Khổ không? Khổ. Rồi mình sanh ra, mình sống cuộc đời này mình vui nhưng mà rồi cái ngày mình chết, khổ không? Khổ. Vô thường mà. Đó là gọi là cái hoại khổ. Cái khổ thứ ba là gì biết không? Là hành khổ. Hành ở đây là pháp hành, là pháp hữu vi. Nó có cái tính chất là luôn luôn sinh diệt, có không còn mất. Cái bản chất của nó là như vậy. Mà mình thì không hiểu từ đâu mình lại lệ thuộc vô cái hành khổ này. Lệ thuộc là sao? Hãy đẹp thì vui à, mà xấu thì buồn. Được thì vui, mất thì buồn. Có thì vui, không thì khen thì vui, chê thì đó. Ở đâu vậy? Ở đâu lệ thuộc vậy? Bất cứ mặc dù mình cũng xấu quắc già khăn, mà hễ ai chị nhìn chị đẹp quá cái vui à, nó ngồi. Phải chi mình đẹp, ta nói mình đẹp mình vô như cái đằng này mình xấu. Nhưng mà cho dù mình xấu mà lỡ có ai á gọi là khách sáo chót lưỡi đầu môi lại, trời ơi sao lúc này nhìn thấy đẹp vậy, cái tự nhiên vui à. Nhưng mà hễ ai lúc này nhìn thấy xấu quá cái buồn. Thì bây giờ người tu chúng ta để vượt qua khỏi vui vui buồn là vì sao? Vì khổ nó có ba lần. Thứ nhất là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là hành khổ. Nếu kham khổ trên con đường tu Phật thì khổ đây là sướng phải không nào? Chỉ những người hiểu đạo, hiểu vì sao lời Phật dạy, biết bao điều phải học. Nếu bạn nghĩ đời này là hạnh phúc, trẻ sanh ra sao lớn tiếng kêu gào, có phải vì biết cuộc sống ngắn ngao, chìm đắm mãi trong luân hồi sanh tử? Đời ai cũng trải qua tam nghiệp khổ. Khổ khổ là khổ nọ đến khổ kia. Khổ thứ hai là hoại khổ có chi bền. Rồi hành khổ thân này bao thứ bệnh. Chúng sanh lại phải chịu bao bát khổ. Sanh lão rồi bệnh tử có chi vui. Ái biệt ly xa cách phải u sầu. Hận thù phải gặp nhau tâm phiền não. Điều mong ước không thành cũng khổ. Ngũ quẩn không điều đặng chẳng vui lòng. Khổ diệt trừ khi tâm được sạch trong. Tập diệt đạo là con đường giải thoát. Nếu có sướng thì chắc rằng có khổ. Sướng trần gian tạm bỡ sẽ không bền. Bởi khổ rồi lời Phật dạy đừng quên. Quán chiếu khổ để tâm hồn thanh thản. Tu cõi phúc tái sanh về cực lạc. Tu cõi phúc tái sanh về cõi lạc. Khổ hay vui tất cả chỉ vô thường. Hiểu đạo rồi khổ não chẳng còn vương. Niết bàn mở mọi phương đều an lạc. Như vậy thì mình tạm gọi rằng là đường nào cũng khổ. Thấy không nè? Đức Phật Ngài dạy rằng thế gian là bể khổ. Vì ở đâu cũng vô thường. Mà hãy vô thường đồng nghĩa với cái khổ. Vì vậy đọc theo cái câu chú này cho nó dễ giác ngộ nè. Đời là bể khổ, nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ, nên nhổ răng là phải đào. Hết rồi. Như vậy thì quý vị thấy đường nào mình cũng khổ hết. Đi đâu giữa chốn vô thường. Cuộc đời này nó vô thường hết. Trên trời dưới đất, trong hay ngoài, trên hay dưới, ngang hay dọc, đều vô thường. Mà hễ vô thường là nó khổ. Phải không nè? Thì bây giờ mình phải ngộ cái vô thường. Ngộ ở đây là gì?
bằng cách là mình phải tu tập lấy cái khổ đau này mình làm nền. Khổ này cần phải liễu tri, mình hiểu rằng là hễ có vui thì sẽ có buồn đó, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử, tử sanh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Như vậy thì cái người mà đã lấy khổ đau làm nền rồi thì họ không có thấy khổ. Vì khi khổ đến làm cho họ khó chịu thì họ mới cảm giác là khổ. Còn bây giờ khổ đến mình lấy nó, họ lấy cái khổ này mình làm cái gì? Làm nền, làm cái điều kiện, làm cái bước đạp, làm cái tam cấp để mà mình đi lên. Ở trong cái phương pháp tu á, nó có một cái phương pháp tu là minh sát khổ. Minh sát khổ. Các bạn lạnh không? Lạnh ha. Chúng tôi cũng lạnh quá, không biết ban tổ chức có thể lên đây rung luôn á. Lên giảng pháp ở chùa Hoằng Pháp mà thấy rung luôn. Rung chân, rung tay hết, lạnh quá. Lạnh ở đây không phải là khớp mà lạnh ở đây là gì? Máy lạnh, lạnh quá. Ban tổ chức có thể giảm chút. Như vậy thì cái người mà đã chọn minh sát khổ, hiểu từ minh sát khổ không? Minh sát là quán chiếu bằng trí tuệ. Minh sát mà, tức là quán chiếu bằng trí tuệ. Mà cái người này họ chọn cái đề tài là minh sát khổ, tức là họ lấy cái đề mục khổ để mà họ tu. Hiểu không? Quý vị bây giờ đi tu mà quý vị cứ chọn sướng mà tu thì nó lâu thành lắm. Nó cũng thành mà lâu lắm. Mà chọn khổ để mà tu thì nó mau thành. Có nghe người ta nói mà đi bộ nó mau ngộ đi xe không? Đi bộ thì nó mau ngộ đi xe đó. Tại vì mình lấy cái khổ đau mình làm nền. Thấy không? Mình lấy cái sự khó khăn, bất tội nguyện mà mình tu. Thì lúc này mình không còn sợ khổ đau nữa. Và chúng tôi xin nói cho các bạn biết không? Thật sự cái khổ đau và hạnh phúc á, nếu mà ở một góc độ mà chúng ta nhìn bằng trí tuệ là nó là một. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Chúng ta hiểu cái pháp đối đãi không? Đối đãi là gì? Đối đãi là gọi là nhờ có cái này mới có cái kia. Nếu không đau khổ thì sao các bạn biết hạnh phúc? Không có bóng tối làm sao thấy ánh sáng? Không có chết làm sao có sanh? Không có buồn sao có vui? Đó là cái pháp đối đãi. Vì mình hiểu được cái đó rồi thì sao? Sống vui vẻ trong từng hoàn cảnh, gieo giống lành giúp đỡ nhân sinh, dẫu nghèo mà được hiển dinh, an vui tự tại, an bình nơi tâm. Đó. Người con Phật rồi, thưa với các bạn, đệ tử của Đức Phật là một chiến sĩ. Chiến sĩ ở đây là chúng ta chiến đấu với giặc gì? Giặc phiền não, hay là giặc lòng, hay là cái dạng cảm xúc vui buồn. Mà người nào mà chiến thắng được cảm xúc vui buồn của mình là người đó mới thật sự là có một chiến thắng oanh liệt. Các bạn có nghe ta nói chiến thắng chính mình không? Là chiến thắng oanh liệt nhất. Thấy không nè? Ở trong kinh nó có câu chuyện, có một cái ông Bà La Môn này, ông xin xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật. Ông vào trong chùa ông tu, cái ông thấy thời gian rảnh rỗi quá. Cái mỗi lần mùa mưa đến thì chuyện tu hành ông không nhớ. Ông nhớ đến cái miếng ruộng, miếng đất của ông. Ông nói mưa này mà về mà cuốc đất trồng trọt, sau mùa mưa mình thu hoạch, nó có ý nghĩa hơn. Thế là ông xin Đức Phật cho ông về nhà. Ông cuốc cái miếng vườn ông lên, ông trồng trọt bắp ngô khoai gì không biết. Ông trồng trọt xong cái hết mùa mưa cái ông thu hoạch, ông bán.
ông kiếm được ít tiền, cái tới mùa nắng cái ông không trồng được, cái ông xin vô chùa ông tu. Ông tu hết mùa nắng, cái tới mùa mưa cái ông nhớ tới miếng giường với cây cuốc nữa, cái ông lại về nhà, xin về nhà. Ông tiếp tục cái ông cũng cuốc miếng giường lên, miếng đất lên, ông trồng trọt. Hết mùa mưa cái ông thu hoạch vừa xong buôn bán lấy tiền xong hết, cái ông lại xin vào chùa ông tu. Mà ông làm cái gì biết mấy lần không? 7 lần. 7 lần. Mà từ đó trong giới luật của Đức Phật là cho phép người tu được ra vô 7 lần. Là cái ông này nè, cái ông Bà La Môn này. Phải mà ông ra 10 lần là bây giờ mình được 10 lần rồi. Tức là ở trong chùa ông thấy rảnh rỗi quá, cứ mưa đổ xuống cái ông nhớ tới miếng giường cây cuốc. Nhưng mà lần thứ 7 bắt đầu ông hạ quyết tâm. Ông cầm cây cuốc ra bờ sông, ông la lớn lên rằng, ông cầm cây cuốc ông dục xuống dòng sông, rồi ông la lớn lên rằng là ta đã chiến thắng. Ta đã chiến thắng là chiến thắng với cái gì? Với cái lòng mà nghĩ đến miếng ruộng với cây cuốc á. Tức là chiến thắng không dính mắc vô cái miếng ruộng với cây cuốc nữa. Ông dục cây cuốc xuống sông, ông la lớn lên ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Thì lúc bây giờ cái đức vua trong cái thành đó đó, ông đi đánh trận ở ngoài biên thì ông đang trên đường trở về, ông đi cái bờ sông bên kia. Ông mới là người chiến thắng ca khúc khải hoàn trở về. Mà đâu có cái ông nội Bà La Môn này, ông quăng cái cuốc xong rồi ông la là ông chiến thắng, ông chiến thắng. Ông vua ông nghe mà cái ông kêu quân sĩ bắt lại. Ta mới là người chiến thắng. Ta đánh trận mấy lâu nay bao nhiêu là gian khổ cực khổ, mà ta chiến thắng, ta ca khúc khải hoàn trở về, mà ngươi làm gì mà ngươi chiến thắng? Thì ông Bà La Môn này ông mới trình bày cái sự việc của ông, cái câu chuyện của ông là ông đi tu nhưng mà ông chưa chiến thắng được cái tâm ông. Ông nhớ tới miếng ruộng với cây cuốc là ông về. Ông nhớ tới miếng ruộng cây cuốc là ông về. Mà ông về 7 lần. Lần thứ 7 này ông chịu không nổi nữa, ông quyết tâm là ông quăng cây cuốc đi. Là ông nói ông là cái người chiến thắng tâm của ông. Ông vua ông hiểu ra. Ông vua này ông có tu mà. Ông hiểu ra, ông nói quá hay. Đây mới thật sự là người chiến thắng. Còn ta mặc dù là chiến thắng 3 quân, nhưng mà cái chiến thắng này nó không bằng cái chiến thắng của cái ông Bà La Môn này. Thì từ đó nó mới có câu rằng là chiến thắng chính mình hơn cả chiến thắng 3 quân. Vì vậy cái người tu chúng ta là phải làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm trạng. Thì cái hoàn cảnh nào đến với mình đối với chúng ta bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta phải ngộ rằng là khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau, trong thực tánh chân đế bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tướng, theo nguyên lý vận hành, xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả là pháp hữu vi, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ, buồn xả lòng nhẹ tên. Cho nên sống một kiếp người, nếu chúng ta ngộ được cái chân lý này, chấp nhận lấy khổ đau làm chất liệu, làm nền để mình tu tập, thì chúng ta không còn sợ khổ, khổ đau. Mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta không phải mong cầu hạnh phúc để mà mình sợ khổ đau. Mà thưa với các bạn, mình mong cầu cái gì nhiều là mình sợ cái ngược lại rất lớn. Vì bạn ham đẹp cho nên bạn sợ xấu lắm. Bạn ham hạnh phúc cho nên bạn sợ khổ đau lắm. Bạn ham giàu cho nên bạn sợ nghèo. Mà điều vô cùng quan trọng là bạn ham đẹp cho nên bạn rất sợ sợ xấu. Hãy chỉ cần một mụn nổi lên thôi là khó chịu dữ dội. Vì mình ham đẹp. Vì mình ham, mình mong cầu thành công cho nên mình sợ thất bại. Và cái điều vô cùng quan trọng trong đời người là gì? Chính vì mình ham sống cho nên mình sợ chết. Không hiểu từ đâu mình sợ chết dữ lắm. Mà nếu nói theo cái nghĩa luân hồi á,
là mình sanh tử luân hồi vô số kiếp. Từ đây mình sinh ra, suy ra là mình đã chết vô số lần. Phải không nè? Mà chết nhiều như vậy, chết vô số lần không thể đếm được. Bây giờ chết thêm lần nữa mà sợ. Cho nên chúng tôi mới nói một câu rằng thật sự cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Như vậy bây giờ chúng ta không còn sợ khổ đau nữa. Mục đích của chúng ta là sống làm sao được bình an. Sống một kiếp người bình an là được. Hai bánh bốn bánh chạy được là được. Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Người xấu người đẹp dễ coi là được. Người già người trẻ miễn khỏe là được. Ông xã về trễ miễn về là được. Bà xã cằn nhằn thương mình là được. Khi con còn nhỏ dạy dỗ là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Sau khi trưởng thành ngoan ngoãn là được. Nhà to nhà nhỏ ở được là được. Hàng hiệu hay không mặc được là được. Tất cả phiền não biết xả là được. Kiên trì cố chấp biết buồn là được. Bạn bè gần xa nhớ nhau là được. Không phải có tiền muốn gì cũng được. Tâm tốt việc tốt, giận tốt là được. Ai đúng ai sai trời biết là được. Tích đức tu thân kiếp sau cũng được. Thiên địa vạn vật tùy duyên là được. Có rất nhiều việc nhìn xa sẽ được. Nói nhiều như vậy hiểu được là được. Vẫn còn chưa hiểu nghe lại là được. Như vậy thì mình bây giờ đã chấp nhận lấy khổ đau làm nền rồi, thì mình chọn cái đời sống nó bình an. Thời gian đã hết. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin tặng các bạn sinh viên một bài hát. Bến bờ an vui được viết theo bài nhạc đời là Bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải thì khổ đau chết chóc, bon chen tranh giành, máu me đầu rơi, lăn lóc đau khổ. Còn bến bờ an vui thì hạnh phúc. Vì sao? Vì mình không có chọn cái con đường hạnh phúc theo cái nghĩa của mình, mà mình chấp nhận luôn cái khổ đau. Đối với mình bây giờ khổ đau và hạnh phúc là một. Cái niềm vui đến với mình là phước của mình. Cái sự khổ đau đến với mình, nỗi buồn đến mình là nghiệp của mình. Hai cái này tất cả đều là của mình. Trước đây thì mình nghiệp đến mình sợ lắm, phước đến mình vui. Bây giờ nghiệp hay phước đến gì mình cũng vui hết, vì đó là của mình. Vỗ tay cái đi. Đời đau thương nào có gì là hạnh phúc khiến cho ta càng khổ đau. Trong sanh tử ta luôn đắm chìm, từ ngàn xưa biết bao nhiêu người lạc đường. Đời biệt ly tung 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 rồi điêu tàn tung tung tung, nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dầu. Bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng, cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi. Chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi, ta nào thấy bóng hình chân ngã. Tu đi người ơi, gắng sức công phu để một mai kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta tung 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 vàng an lành tung tung tung,
tùng xua tan nói ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hướng theo chân Phật Quang Vinh. Cảm ơn những tràng vỗ tay nhiệt tình của các bạn. Trước khi dứt lời thì cho phép chánh định nói lời niệm ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu sinh viên lần này. Và điều đặc biệt là cảm ơn các bạn gần xa, các bạn sinh viên gần xa thân mến rất nhiều, vì các bạn đã dành thời gian có mặt ở đây để giúp cho chánh định hoàn thành xuất sắc bài giảng hôm nay. Kính chúc các bạn có một đời sống vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.